go ahead. Tao ăn đó nó tù rồi nó đưa về nó tao qua Mỹ nó đưa vợ con nó đến đến thăm tao nó con này nó nhận tao là ba Việt Nam đó. Nhiều khi tao định bỏ cuộc rồi nhưng mà tao nhớ trước khi đi đi học lái ba Hồ có gặp ba Hồ nói bây giờ cả miền Nam miền Trung Bắc thì tập trung vô là một trung đoàn là ba mấy người đó. Giờ ba hỏi ở đây có chú là miền Nam không? Có giờ ta khi thống nhất cái nhà mà các chú lái bay mà các chú đưa bác về thông đồng bào miền Nam bác giới thiệu đây là chú người miền Nam. Trời, đồng bào miền Nam tự hào lắm. Yeah,